Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình quay cho các bạn xem trứng ruồi lính đen của mình nó nở thành ấu trùng. Đây nó nở sau 4 ngày ấp thì nó đã nở như thế này. Đây là cái chỗ ú của mình, ú bằng cám gà con và cám gạo. Mình trộn lên và cho vào ít nước. Sau đó mình ú lên như thế này. Hôm trước mình có làm video đấy để giới thiệu về cái ú rồi. Bây giờ là nó đã nở ra như thế này rồi. Và bây giờ mình cho ra măng lớn. Bây giờ nó được như thế này rồi thì bây giờ mình cho nó ra măng lớn. Ra măng lớn thì sau khoảng 5 đến 7 ngày nữa là mình có cho gà ăn rồi. Đấy, bây giờ mình cho ra măng lớn nhé. Đây, mình làm một cái máng lớn như thế này. Và mình cho hỗn hợp, đây là phân lợn. Đây là phân lợn và bã mì, phân lợn và bã mì. Sau này mình đổ lên, đổ trực tiếp lên đây. Trong này còn rất nhiều này, thấy chưa? Bây giờ mình chỉ cần để như thế này là nó tự ra thôi, chứ mình đổ nó cũng không ra đâu. Đấy, để một lúc là nó tự xuống hết đấy. Nó xuống cho nó thức ăn vào đây, nó xuống hết vào đây thì sau mình cho ra đây luôn. Đấy, bây giờ mình chỉ cần thế này là nó tự tìm thức ăn nó ăn thôi. Sau vài ngày nữa là mình có cho gà con ăn được. Còn đây cũng một mớ nữa này, đây mình uống một mớ nữa này. Đây nó nhiều lắm. Đấy, nó rất nhiều nhé. Khi nào nó ăn đen xong, ăn đen hết cái chỗ này là mình cũng cho ra máng để nuôi, lấy thành sâu canxi ấy. Đây cũng một mớ nữa này. Đây cũng nở hết rồi. Đây vừa nở xong. Đây nó đang còn li ti đây, mọi người thấy không? Nó nở ra hết rồi đấy. Bây giờ để cho nó lớn nữa. Không vài ngày nữa, không 3 ngày nữa mình lấy ra cho vào cái măng lớn như thế này. Đấy. Mình bây giờ mùa dứa họ bán dứa rất nhiều nên là cái vỏ dứa này cũng mình thu gom hết. Mình thu gom vỏ dứa này mình cho nó ăn. Nó rất thích. Đặc biệt là các loại hoa quả thối. Ngoài ra mình còn tận dụng nguồn phân heo và phân gà để cho ăn. Cái ăn của nó cũng rất là dễ kiếm. Mình tận dụng hết tất cả các loại thức ăn có sẵn ở xung quanh đây mình mang về hết. Đấy, bã mì cũng được, bã mì trộn với phân lợn thì nó cũng ăn được. Chỉ chắc bã mì không thì nó cũng không phát triển lắm. Đấy, bây giờ nó tập trung bắt đầu chuẩn bị di chuyển này. Nó đang tìm thức ăn đấy. Đấy, bọn này nó cũng đang chuẩn bị xuống hết rồi này. Nó sẽ xuống đây hết và mình đổ ra thôi. Nó đang dính ở đây nhiều lắm. Thế bắt đầu từ từ xuống này. Nghe thấy không? Con ruồi này phát triển rất là nhanh, tạo ra sinh khối cực lớn đấy. Chẳng 5 ngày nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nó sẽ lớn như thế nào. Mình khuyên chân thành ai mà chăn nuôi theo kiểu hướng hữu cơ á, sạch ấy, thực phẩm sạch ấy, thì nên nuôi con này. Con này là hạng A rồi. Nuôi nó rất nhanh lớn. Tí trọng rất là lớn. Ngoài ra cái con này nuôi, trong quá trình nuôi nó thì mình còn tạo ra được một nguồn phân rất là hữu cơ, rất là sạch. Mình tạo ra được một nguồn phân hữu cơ rất sạch bón cho cây trồng. Mình có trồng bưởi phúc trạch theo hướng hữu cơ.
thì mình bón, lấy nó bón cho cái bưởi luôn. Đấy, mình sẽ nhân rộng lên cho số lượng phân cho thật nhiều vào để bón cho cái bưởi nữa. Bây giờ số lượng còn ít nhưng mà nó nhân lên rất là nhanh. Chỉ cần một cái mùng, mùng mình nằm ngủ ấy, mùng lớn ấy, là mình có thể nuôi đủ số lượng cho gà ăn. Quan trọng là cái nguồn, tìm được cái nguồn thức ăn này, tìm được nguồn thức ăn này cho nó, phế phẩm. Đặc biệt ai ở gần chợ là tiện nhất. Gần chợ mình xin các cái hoa quả thối ấy. Hoa quả thối là nó thích nhất, nó nhanh lớn nhất. Còn đây là bà mì mình mua một bao 30.000, 30-35.000 đấy. Bà mì khoảng 600 đồng một ký bà mì. Nó ăn tốt. Ngoài ra thì còn có bà đậu nành là nó ăn, nó không cần phải thêm cái gì nữa, nó ăn bà đậu nành là nó lớn luôn. Thức ăn của nó là cần giao đạm vì nó phát triển là rất là giao đạm và lipid mỡ ấy. Đấy, con gà ăn con này là không còn ăn, không cần ăn cái thêm bất cứ cái gì nữa là nó cũng đã lớn rồi. Đặc biệt là cá là nó cực kỳ thích luôn, con cá ấy. Thôi chào các bạn nhé, video đến đây kết thúc rồi. Xin chào các bạn.